Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị và quý vị đồng nghiệp, hôm nay em xin được trình bày một số nội dung liên quan đến kháng sinh trong điều trị viêm phổi bệnh viện do tụ cầu kháng methicillin. Nội dung trình bày gồm có hai phần, một là viêm phổi bệnh viện, hai là viêm phổi bệnh viện do tụ cầu và kháng sinh điều trị tụ cầu kháng methicillin. Về viêm phổi bệnh viện thì viêm phổi là nhiễm trùng cấp tính của nhu mô phổi do một hoặc nhiều tác nhân đồng nhiễm như là vi khuẩn, virus hoặc là nấm. Viêm phổi là một trong những nhiễm trùng bệnh viện mắc phải thường gặp nhất và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các nước phát triển. Ước tính năm 2017 có khoảng 2,56 triệu ca viêm phổi tử vong. Tại các đơn vị hồi sức tích cực, tỷ lệ tử vong do viêm phổi có thể lên tới 22%. Phân loại viêm phổi thường được sử dụng là người ta phân ra viêm phổi bệnh viện là những viêm phổi xuất hiện từ 48 giờ trở lên sau khi bệnh nhân nhập viện và không ủ bệnh tại thời gian nhập viện. Viêm phổi thở máy là những viêm phổi xuất hiện trong vòng 48 giờ trở lên sau khi đặt nội khí quản. Viêm phổi cộng đồng là những viêm phổi xuất hiện trước hoặc là trong vòng 48 giờ sau khi bệnh nhân nhập viện. Viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế là những viêm phổi ở những bệnh nhân đến từ nơi được chăm sóc có nguy cơ cao như nhà dưỡng lão, nơi chăm sóc dài hạn như bệnh nhân cần lọc máu, những bệnh nhân có những đợt nhập viện gần đây. Viêm phổi bệnh viện gây ra một cái gánh nặng về kinh tế và xã hội, thời gian nằm viện dài hơn, chi phí điều trị cao hơn có nghĩa ở những bệnh nhân viêm phổi thở máy và viêm phổi bệnh viện so với viêm phổi cộng đồng. Nếu như viêm phổi bệnh viện có thời gian nằm viện trung bình là 7,5 ngày thì viêm phổi bệnh viện có thời gian nằm viện trung bình là 15 ngày và viêm phổi thở máy là 23 ngày. Tổng chi phí điều trị trong một đợt viêm phổi cộng đồng trung bình là 25.000 đô thì viêm phổi bệnh viện lên đến 65.000 đô và viêm phổi thở máy lên đến 150.000 đô. Các vi khuẩn thường gặp gây viêm phổi. Đối với viêm phổi cộng đồng thì các nhóm vi khuẩn gram dương hay gặp là Streptococcus pneumoniae hoặc là tụ cầu vàng. Các vi khuẩn gram âm gây viêm phổi cộng đồng thường gặp thì là có nhóm vi khuẩn không điển hình là Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae hoặc là Legionella. Các cái vi khuẩn gram dương gây các vi khuẩn gram âm gây điển hình gây viêm phổi cộng đồng thường gặp là Haemophilus influenzae, trực khuẩn màu xanh hoặc các trực khuẩn đường ruột. Còn đối với viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì các cái vi khuẩn gram dương thường gặp là phế cầu, liên cầu, tụ cầu, đặc biệt các vi khuẩn gram âm hay gặp đó là các nhóm trực khuẩn đường ruột như E. coli, Klebsiella, Enterobacter hoặc một số các cái vi khuẩn gram âm khác như Serratia marcescens hoặc là trực khuẩn màu xanh, Acinetobacter hoặc là Stenotrophomonas maltophilia. Những yếu tố nguy cơ mắc viêm phổi bệnh viện gồm các yếu tố từ vật chủ, đó là những người mà có tuổi cao trên 60 tuổi, những người suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch hoặc là có điểm Apache 2 hoặc SARS-2 cao, hoặc là những bệnh nhân mắc phải hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển hoặc mắc các bệnh cấp tính mạn tính nặng ở những bệnh nhân bị bỏng, đó là những bệnh nhân mà có nguy cơ mắc viêm phổi bệnh viện cao. Một số các yếu tố làm tăng nguy cơ xâm nhập của vi khuẩn họng hầu và dạ dày vào phổi và gây nên viêm phổi bệnh viện, đó là những trường hợp mà phải đặt ống nội khí quản, có tiền sử điều trị kháng sinh trước đó hoặc là sử dụng thuốc làm tăng pH dạ dày hoặc là mắc những cái bệnh cấu trúc phổi hoặc là bệnh nhân cần phải sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ hô hấp. Một số các yếu tố làm tăng nguy cơ viêm phổi hít và trào ngược, đó là những trường hợp bệnh nhân rối loạn ý thức có điểm Glasgow thấp, bệnh nhân thường xuyên đặt ở tư thế nằm ngửa hoặc là phải đặt ống nội khí quản, đặt xông dạ dày hoặc là sử dụng áp lực cấp không phù hợp hoặc là những lý do nào đó mà bệnh nhân cần phải đặt ống nội khí quản lại. Một số các yếu tố làm giảm đào tiết chất tiết của phổi cũng làm tăng nguy cơ viêm phổi bệnh viện, đó là những trường hợp mà bệnh nhân cần phải phẫu thuật vùng đầu mặt cổ hoặc là phải bất động do chấn thương hoặc là sử dụng các thuốc gây liệt cơ. Về nguy cơ mắc vi khuẩn kháng thuốc thì các yếu tố nguy cơ gây mắc vi khuẩn kháng thuốc đối với viêm phổi thở máy, đó là những trường hợp mà sử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước đó hoặc là có xuất hiện sốc nhiễm khuẩn tại cái thời điểm mà bị viêm phổi thở máy hoặc là xuất hiện những cái hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển trước khi viêm phổi thở máy hoặc là có thời gian nằm viện từ 5 ngày trở lên hoặc là bệnh nhân phải sử dụng các liệu pháp thay thế thận cấp trước khi xuất hiện viêm phổi thở máy. Về lựa chọn kháng sinh cho điều trị viêm phổi bệnh viện thì căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân, nếu như mà bệnh nhân mà ít có nguy cơ tử vong và không có nguy cơ nhiễm tụ cầu MRSA thì người ta lựa chọn một trong bốn nhóm kháng sinh hoặc là piperacillin tazobactam hoặc cefepime hoặc levofloxacin hoặc imipenem meropenem. Còn trong trường hợp bệnh nhân không ít có nguy cơ tử vong và có nguy cơ nhiễm tụ cầu MRSA thì người ta sẽ lựa chọn một trong năm kháng sinh có tác dụng đối với pseudomonas, đó là piperacillin tazobactam hoặc là cefepime tazidin hoặc levofloxacin hoặc ciprofloxacin hoặc imipenem meropenem hoặc aztreonam.
kết hợp với một trong hai kháng sinh có tác dụng đối với tụ cầu MRSA là vancomycin hoặc linezolid. Còn đối với những cái bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao và có tiền sử sử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước thì người ta sẽ sử dụng hai trong sáu nhóm kháng sinh có tác dụng đối với Pseudomonas. Sáu nhóm kháng sinh có để lựa chọn là piperacillin tazobactam, cefepime hoặc cefazidin, levofloxacin hoặc ciprofloxacin, imipenem hoặc meropenem, hoặc là nhóm aminoxit như amikacin, gentamicin, tobramicin hoặc là aztreonam cộng với một kháng sinh có tác dụng đối với tụ cầu MRSA là vancomycin hoặc là linezolid. Còn viêm phổi thở máy thì nguy cơ tử vong cao, người ta sẽ lựa chọn ba loại kháng sinh, một loại kháng sinh có tác dụng đối với tụ cầu MRSA là sử dụng vancomycin hoặc linezolid. Nhóm kháng sinh thứ hai được lựa chọn có tác dụng đối với pseudomonas thuộc beta-lactam, người ta lựa chọn một trong bốn nhóm kháng sinh hoặc piperacillin tazobactam hoặc cefepime ceftazidime hoặc imipenem meropenem hoặc là aztreonam kết hợp với một nhóm kháng sinh có tác dụng đối với pseudomonas không beta lactam, lựa chọn hoặc ciprofloxacin, levofloxacin hoặc là nhóm aminoglycosid, amikacin, vancomycin, tobramicin hoặc nhóm polymycin và colistin. Tất cả các nghiên cứu trên thế giới thì đều ghi nhận là việc trì hoãn điều trị hoặc sử dụng kháng sinh điều trị ban đầu không phù hợp thì làm nguy cơ tử vong do viêm phổi thở máy hoặc là viêm phổi bệnh viện cao hơn. Một nghiên cứu tiến hành trong 6 năm từ năm 2003 đến 2008 trên 757 bệnh nhân viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế mà cấy có vi khuẩn thì cho được kết luận là kháng sinh ban đầu điều trị phù hợp cho viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế thì tỷ lệ tử vong thấp hơn so với cái điều trị kháng sinh ban đầu không phù hợp, với một cái tỷ lệ tử vong là 20,8% so với 31,5%. Tất cả các trường hợp viêm phổi mà điều trị kháng sinh ban đầu coi như là một cái viêm phổi cộng đồng thì nguy cơ tử vong tăng lên do viêm phổi bệnh viện với OR là 2,73. Kết luận cho thấy rằng là điều trị kháng sinh kinh nghiệm cho viêm phổi thì cần cân nhắc cái kháng sinh đó bao phủ được cả trực khuẩn mủ xanh lẫn tụ cầu MRSA để có được cái điều trị ban đầu phù hợp. Kết quả phân tích đa biến các yếu tố độc lập gây tử vong bệnh viện cho thấy rằng nếu mà điều trị kháng sinh ban đầu không phù hợp thì nguy cơ độc lập là một cái nguy cơ độc lập gây tử vong bệnh viện với OR là 2,16. Còn nếu sử dụng kháng sinh ban đầu mà không bao phủ được tụ cầu MRSA thì là một yếu tố độc lập gây tử vong bệnh viện với OR là 1,9. Về viêm phổi bệnh viện do tụ cầu thì vấn đề tụ cầu kháng methicillin đã được ghi nhận từ những năm 1961 và tăng nhanh trong cả bệnh viện và trong cả cộng đồng, với ghi nhận năm 2005 là trên 90.000 ca. Viêm phổi trên 90.000 ca nhiễm tụ cầu kháng methicillin tại Mỹ. Tụ cầu kháng methicillin liên quan đến chăm sóc y tế được định nghĩa là những trường hợp nhiễm tụ cầu kháng methicillin sau khi nhập viện trên 48 giờ hoặc là nhiễm tụ cầu kháng methicillin trong vòng 12 tháng sau phẫu thuật nằm viện lọc máu viêm phổi nhiễm trùng huyết. Cơ chế kháng methicillin là qua biến đổi gen, biến đổi đích tác động protein liên kết penicillin nằm trên vách của tụ cầu, mà cái đột biến này được mã hóa bởi gen MEK-A nằm trên vật liệu di truyền di động. Như ta đã biết là nhiễm trùng tụ cầu có thể xảy ra ở tất cả các cơ quan. Tụ cầu có khả năng tạo ra các màng sinh học biofilm trên các cái thiết bị xâm lấn như là nội khí quản, cannula nội mạch hoặc là thông tiểu. Chính vì vậy, tụ cầu của MRSA dễ dàng tồn tại và nhân lên, đòi hỏi phải kéo dài thời gian tiếp xúc giữa vi khuẩn với kháng sinh thì có tác dụng, và cái mảng biofilm này tạo điều kiện dễ dàng cho sự lây truyền gen kháng kháng sinh giữa các vi khuẩn. Về kháng sinh điều trị tụ cầu kháng methicillin thì đã gồm có những kháng sinh có tác dụng. Thứ nhất là linezolid. Linezolid được dùng với cái liều 600 mg trong mỗi 12 giờ. Thứ hai là vancomycin. Vancomycin thì cần phải dùng liều nạp với liều 20 đến 35 mg trong 1 kg cân nặng tùy tình trạng bệnh nhân, cân nặng hay là mức độ nhiễm trùng nặng. Sau đó thì cần phải duy trì với liều 15 đến 20 mg trong trong 1 kg cân nặng mỗi 8 đến 12 giờ. Điều trị vancomycin thì cần phải theo dõi nồng độ vancomycin trong máu để đạt được AUC từ 400 đến 600. Kháng sinh thứ ba được phê duyệt cho điều trị tụ cầu MRSA là teicoplanin với liều là 6 mg trong 1 kg cân nặng mỗi 12 giờ, 3 liều liên tiếp, sau đó sẽ duy trì ở liều 6 mg trong 1 kg cân nặng mỗi 24 giờ. Kháng sinh này cần phải chỉnh liều theo mức lọc cầu thận.
Tenofovir và Telavancin là những cái kháng sinh có tác dụng đối với tụ cầu MRSA, tuy nhiên chưa được phê duyệt lưu hành ở Việt Nam. Kháng sinh thứ tư đã được phê duyệt lưu hành ở Việt Nam là Daptomycin, được chỉ định cho những trường hợp nhiễm trùng huyết tụ cầu và viêm động tân mạc thất phải. Tuy nhiên, Daptomycin không được chỉ định cho điều trị viêm phổi tụ cầu do nó bị bất hoạt bởi lớp sơ phát tăng của phổi. Kháng sinh thứ năm được phê duyệt mà hiện đang có lưu hành ở Việt Nam cho điều trị tụ cầu MRSA là Ticagrelor, chỉ định cho những trường hợp nhiễm trùng da, mô mềm, nhiễm trùng ổ bụng do MRSA, tuy nhiên là không được chỉ định cho viêm phổi MRSA. Về viêm phổi tụ cầu, ta biết rằng tụ cầu là một nguyên nhân ít gặp gây viêm phổi cộng đồng, nó chỉ chiếm 1% các cái trường hợp viêm phổi cộng đồng cần nhập viện. Tuy nhiên, nếu mà là viêm phổi do tụ cầu thì tỷ lệ tử vong cao, rất cao, từ 48 đến 84%. Viêm phổi tụ cầu thì thường xảy ra do cái niêm mạc đường hô hấp bị tổn thương như là sau nhiễm virus như là virus cúm, virus sởi hoặc là gần đây ghi nhận là SARS-CoV-2 hoặc là tổn thương niêm mạc đường hô hấp ở những cái bệnh nhân cần đặt nội khí quản. Tụ cầu sẽ xâm nhập vào tế bào biểu mô bị tổn thương, hoạt hóa các cái phản ứng miễn dịch tiền viêm của vật chủ, kêu gọi các cái bạch cầu đa nhân trung tính đến phổi và giải phóng các cái hạt từ các bạch cầu đa nhân và gây độc, kết quả là gây viêm và hoại tử tế bào biểu mô và gây nên bệnh cảnh của viêm phổi do tụ cầu. Hướng dẫn của Hội các bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ và Hội lồng ngực Hoa Kỳ chỉ định điều trị viêm phổi bệnh viện do tụ cầu thì sử dụng một trong hai kháng sinh là vancomycin hoặc là linezolid. Vậy khi nào thì dùng vancomycin hay khi nào thì dùng linezolid thì một số các cái thầy thuốc dựa vào một số đặc điểm của bệnh nhân để lựa chọn vancomycin. Điều trị vancomycin đòi hỏi cần phải điều chỉnh theo mức lọc cầu thận thì trong trường hợp mà bệnh nhân bị suy thận, chức năng thận kém thì ưa dùng linezolid. Khi mà điều trị bằng vancomycin thì cần phải theo dõi nồng độ, và trong những trường hợp mà bệnh nhân nặng cái mức lọc cầu thận bị thay đổi, khó đạt được cái nồng độ vancomycin trong máu thì hay lựa chọn linezolid. Linezolid có một số cái tương tác đối với các thuốc ức chế serotonin chọn lọc, hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh bạch cầu thì các bác sĩ hay lựa chọn vancomycin. Linezolid có ghi nhận một số trường hợp có cái giảm tiểu cầu, cho nên trong trường hợp mà bệnh nhân lúc ban đầu có giảm tiểu cầu thì các bác sĩ lại ưa dùng vancomycin. Đường truyền tĩnh mạch kém, trong trường hợp mà vancomycin cần phải điều truyền liên tục thì người ta thường cũng hay lựa chọn kháng sinh là linezolid. Một số các cái thử nghiệm lâm sàng so sánh điều trị viêm phổi bệnh viện bằng vancomycin và linezolid thì không ghi nhận sự khác biệt về đáp ứng lâm sàng, về tử vong, về đào thải vi khuẩn. Không có sự khác biệt về tổn thương thận cấp hoặc là giảm tiểu cầu hoặc là phải ngừng thuốc do tác dụng phụ giữa hai nhóm điều trị viêm phổi bệnh viện bằng vancomycin và linezolid. Tuy nhiên, trên một nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical Infectious Disease năm 2012 thì cho thấy rằng cái thành công điều trị bằng vancomycin thì thấp hơn so với điều trị bằng linezolid, với cái tỷ lệ thành công với vancomycin là 47% và linezolid là 58%. Nhưng nghiên cứu này cũng ghi nhận là không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong sau 60 ngày và các tác dụng phụ. Hàng loạt các nghiên cứu cho thấy rằng nếu như mà tụ cầu MRSA có mix với vancomycin trên 1,5 thì cái tỷ lệ tử vong khi mà được điều trị tăng đáng kể. Nếu như mà mix của vancomycin của tụ cầu với vancomycin mà trên 1,5 thì cái tỷ lệ tử vong tăng lên 1,64 lần. Còn nếu mà mix của tụ cầu với vancomycin trên 2 thì việc điều trị cái tỷ lệ tử vong vẫn cao hơn 1,72 lần so với trường hợp mà mix thấp hơn. Nghiên cứu năm 2018 theo dõi trên 33.000 bệnh nhân có sử dụng vancomycin và các cái kháng sinh nhóm non-glycopeptide như là linezolid hoặc daptomycin đánh giá cái mức độ tổn thương thận cấp thì cho thấy rằng nồng độ đáy của vancomycin trên 15 mg trên lít thì sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ độc thận khi so sánh với điều trị bằng nhóm non-glycopeptide. Các cái nghiên cứu ở bệnh nhân khoa hồi sức tích cực viêm phổi thở máy do tụ cầu kháng methicillin, 101 bệnh nhân được điều trị bằng linezolid, 87 bệnh nhân được điều trị bằng vancomycin thì ở cái nhóm mà bệnh nhân dùng linezolid thì có điểm Apache 2 cao hơn so với bệnh nhân dùng vancomycin. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy rằng thành công lâm sàng khi điều trị bằng linezolid cao hơn so với thành công lâm sàng điều trị bằng vancomycin với P bằng 0,009. Bệnh nhân dùng linezolid có khả năng thành công lâm sàng cao hơn 24% vào ngày thứ 14 so với dùng vancomycin, không ghi nhận sự khác biệt về cái tỷ lệ giảm tiểu cầu, thiếu máu hay là nhiễm độc thận ở hai nhóm. Một nghiên cứu khác điều trị viêm phổi
thở máy do tụ cầu kháng methicillin được đăng trên tạp chí Critical Care năm 2019, nghiên cứu đánh giá hiệu quả của linezolid và vancomycin trong điều trị viêm phổi tụ cầu ở những bệnh nhân đặt nội khí quản tại 4 bệnh viện ở châu Âu. 15 bệnh nhân được điều trị bằng linezolid và 10 bệnh nhân được điều trị bằng vancomycin. Sau đó thì người ta đánh giá nồng độ linezolid và vancomycin trong huyết thanh và dịch hút nội khí quản sau 72 giờ điều trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ linezolid cao hơn nồng độ vancomycin ở các cái bao gói phim của ống nội khí quản. Dù cả hai thuốc thì đều đạt được nồng độ trong huyết thanh sau 72 giờ điều trị. Và kết luận thứ hai là đào thải tụ cầu ở bệnh nhân điều trị linezolid thì tốt hơn vancomycin. Cái tỷ lệ đào thải tụ cầu ở cấp nội khí quản của linezolid và vancomycin tương ứng là 75% và 20%. Như ta đã biết thì màng sinh học bacophim là một cộng đồng các vi khuẩn được bao bọc trong một chất nền ngoại bào gồm polysaccharide, protein, axit nucleic và lipid. Màng sinh học này gắn được với cả các cái chất có nguồn gốc sinh học như là phổi, ruột, van tim, răng và gắn được với các thiết bị y tế xâm nhập như là catheter, sông bằng quang, nội khí quản, các thiết bị cấy ghép. Màng sinh học này sẽ giúp cho vi khuẩn tránh được nhiều cơ chế đào thải như là tránh được tác dụng của kháng sinh, tránh được đáp ứng của hệ thống miễn dịch của vật chủ và chính nó đã là gây nên thất bại điều trị, gây nên những nhiễm trùng tái phát và nhiễm trùng dai dẳng mãn tính. Cái độc tố của tụ cầu thì có liên quan chặt chẽ đến việc tạo màng sinh học và cho đến nay nhiễm khuẩn do tụ cầu kháng methicillin vẫn là vấn đề quan ngại của y tế thế giới, nó gây nên những cái tình trạng bệnh nặng và cái tỷ lệ tử vong rất cao. Kết quả của cái nghiên cứu này kết luận rằng bệnh nhân khoa hồi sức tích cực viêm phổi do tụ cầu kháng methicillin được đặt nội kháng Methicillin được đặt nội khí quản thì việc điều trị toàn thân bằng linezolid đạt hiệu quả hơn với vancomycin trong việc giảm các tụ cầu MRSA tại các cấp của nội khí quản. Linezolid là một kháng sinh có hoạt tính chống vi khuẩn gram dương, hiếu khí và kỵ khí, nó không có tác dụng đối với vi khuẩn gram âm. Một cái nghiên cứu hàng năm về phổ và hiệu lực kháng khuẩn của linezolid trong năm 2016 trên hơn 8.000 chủng vi khuẩn gram dương từ 76 trung tâm ở 42 quốc gia cho thấy rằng tiềm năng trong dài hạn điều trị linezolid vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả trên in vitro. Trên hơn 1.000 cái chủng MRSA thì cái khả năng nhạy cảm của các cái chủng này đối với kháng sinh linezolid vẫn là 100% và cái tỷ lệ nhạy cảm với linezolid của các cái chủng tụ cầu MRSA hay là tụ cầu không sinh men coagulase hoặc là enterofecalic, enterofecium, phế cầu, liên cầu viridang hay liên cầu tan máu beta vẫn có một cái tỷ lệ nhạy cảm đối với linezolid rất là cao. Viêm phổi bệnh viện do tụ cầu kháng methicillin trong một cái nghiên cứu về đánh giá về hiệu quả kinh tế y tế cho thấy rằng linezolid làm nguy cơ tái nhập viện thấp hơn so với vancomycin ở bệnh nhân điều trị viêm phổi. Tỷ lệ tái nhập viện trong vòng 42 ngày liên quan đến viêm phổi ở nhóm được điều trị bằng linezolid thì thấp hơn vancomycin 66%. Mặc dù tổng chi phí điều trị với linezolid thì thấp hơn, tuy nhiên mà sự khác biệt thì vẫn chưa thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thầy cô, quý anh chị và quý vị đồng nghiệp.